Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh nhà đẹp của mình. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn một mẫu nhà vuông mặt phố. Đó. Thì đây là cái mặt phố trên kết nối trên trục đường nhà bạn này. Đó. Trước hết mình nói về diện tích đất thì bạn này có diện tích đất là chiều rộng là 8m5 và chiều sâu là 18m5. Thì bạn đã làm nhà 12m và rộng là 8m5. Như đằng sau thì hơi méo đất, đằng sau có những chỗ lên 11m nhưng mà bạn làm hết đất luôn. Thì đây là hình thức của ngôi nhà phía mặt tiền. Bạn làm nhà vuông 2 trong 1. Và bên trong thì sẽ là hai cái không gian chính. Cổng thì bạn đã để rộng 3m2 và trụ vuông 60. Đó. Ngôi nhà thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cái sân này 6m thì các bạn tha hồ để ô tô rồi nhá. Phía xung quanh thì bác đã để lại những khoảng để trồng cây này và xây bể cá này. Đó. Và phía trước thì cũng để một cái bồn trồng cây, trồng hoa kìa. 5 bậc để đi vào sảnh thì bác đã ốp bằng đá Garito. Loại đá to nha các bạn nhé. Cái loại đá này còn đắt hơn cả đá tự nhiên đấy. Cái tác dụng của đá Garito này thì nó không trơn như đá tự nhiên. Nó không bóng đẹp bằng đá tự nhiên nên nó lại không trơn. Và khu vực sảnh của bác là để rộng 2m1. Rộng 2m1 nhân với 5 là khoảng 10m2. Cửa thì bác đã làm cửa kính thủy lực. Cửa kính này thì nó rất sáng nhà các bạn nhé. Vào không gian phòng khách thì bốn bảy mét là tính cả vào cầu thang không anh? Tính từ trong ra đến ngoài hè. Tính từ trong cầu thang ra đây. Phòng khách này của bác sử dụng là 4m2 x 6m là đến mép cầu thang các bạn nhé. Còn mép cầu thang trở vào trong là bác để rộng 2m4. Đó. Trên trần thì cũng bình thường thôi. Mời các bạn đi vào thăm cầu thang luôn, xong mình trở lại phía bên kia. Cầu thang thì bác đã làm cầu thang kính và tay vịn tròn. Cái tay này có giá 1,5 triệu một mét, những khúc cong thì tính giá gấp rưỡi nhá. Còn ốp lát thì mấy trăm nghìn một mét vuông thôi, tính mét vuông. Đó. Khoang cầu thang này bác để 2m4 và mặt bậc thì có chiều rộng là 1m2. Giờ mình đang đứng ở cuối công trình, nhìn ra phía trước. Giờ mình sẽ đi sang phía bên tay phải này để các bạn tham quan cái buồng của bác ấy, cái phòng ngủ. Ngủ này của bác có diện tích khoảng 18m2 và được bố trí hai cửa sổ rất là thông thoáng và cửa nhìn ra phía trước này. Đó. Trên trần thì cũng bình thường thôi. Giờ mình trở lại phía sau nhé. Đó, phía sau thì bác cũng thiết kế được một phòng ngủ nữa. Phòng này có diện tích 16m2 và cửa sổ rất là thoáng, đẹp. Trần bình thường thôi và tất cả dưới tầng 1 đều ốp chân gạch giả vân gỗ các bạn nhé. Đi về phía sau thì bác đã thiết kế phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh. Cái khu đất méo
và thiết kế phòng vệ sinh kết hợp phòng tắm luôn. Và phía bên này thì bác đã làm bếp, bếp có chiều rộng là 2,4 nhân với 6 mét các bạn nhé. Khu này thì chỉ làm bếp được thôi. Giờ mình trở lại và đi lên trên tầng 2. Cầu thang thì bác thiết kế theo kiểu cầu thang vuông, hai chiếu nghỉ. Và đây là mình đứng trên cầu thang nhìn ra phía trước này, thoáng đẹp quá các bạn ơi. Đó. Âm tường nằm khuân tranh. Bên trên hành lang thì bác đã thiết kế được một cái cửa sổ rất là thoáng này. Và đi về phía trước. Cái phòng khách thì bác đã chia đôi ra, phía trên này bác đã chia được một phòng ngủ ở đây, cũng có cửa sổ rất thoáng đẹp. Và đi về phía trước thì bác làm một cái phòng thờ. Phòng thờ là có diện tích khoảng 14 m², không tính sảnh phía trước các bạn nhé. Sảnh phía trước rộng khoảng 1m2 phủ bì. Đó, đi ra sảnh rất rộng rãi thoải mái này. Phòng view cũng rất là đẹp. Giờ mình trở lại tham quan nốt hai cái phòng ngủ nhé. Cái phòng ngủ này thì cũng có diện tích y hệt phòng ngủ bên dưới, khoảng 18 m². Và mình đi về phía sau thì vẫn trên một cái trục đứng từ phía dưới lên trên, thì bác vẫn làm phòng vệ sinh, phòng tắm chung như vậy. Đó. Và phía sau bên trên bếp thì bác đã làm một cái khu phơi đồ như thế này. Và phía trong này thì vẫn còn một cái phòng ngủ nữa, cũng y hệt phòng ngủ bên dưới thẳng lên. Các bạn hình dung giúp mình nhá. Cái phòng ngủ này nó có diện tích khoảng 16 m². Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.